Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với giảng bài số 5. Đó, đây là phần 5 nhé. Bài toán tổng hợp. Thì đầu tiên ta đến với bài số 1. Cho hình vẽ, thì ta có nhận xét gì về đường thẳng XY, MN và CB? Chứng minh nhận xét đó. Bài 2, tính cái góc BAC, cái góc A, ABC. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải bài 5 nhé. Rồi đầu tiên câu 1 nè. Vì cái góc XAM bằng cái góc AMN. Đấy, bằng 40 độ đúng không? Và hai góc ở vị trí Sole trong. Nên ta có XY sẽ song song với MN. Đây là điều số 1. Tiếp theo, ta có gì nào? Gọi đường thẳng chứa đoạn MN là AB, được chưa? Này, AB. Thì ta có cái góc ANB, được không? ANB cộng cho cái góc nào? AMN. ANM bằng 180 độ. Hai góc này là hai góc kề bù. Rồi suy ra là cái góc AMM nó sẽ bằng bao nhiêu các em? 180 trừ 3, 130 là 50 độ đúng không? Bằng 50 độ. Rồi, vì cái góc ANM bằng cái góc ACB đó và bằng 50 độ. Mà hai góc này đồng vị đúng không? Đồng vị. Nên MN song song với BC, đây là điều số 2. Vậy thì từ 1 và 2 đúng không? Ta suy ra cái góc là gì? À, ta suy ra XY sẽ song song với MN và song song với BC. Rồi, bây giờ ta chuyển qua ý số 2. Tính cái góc BAC và cái góc ABC. Thì ta có là vì XY song song với MN nên cái góc XAN nó sẽ bằng cái góc ANB đúng không các em? Và bằng 130 độ. Hai góc này là hai góc Sole trong, được chưa? Rồi, tiếp theo. Tia AM nằm giữa AX và AN nên cái góc XAM cộng cho cái góc MN nó sẽ bằng gì góc XAN và bằng 130 độ, được chưa? Vậy thì ta suy ra là gì? Suy ra cái góc MN nó sẽ bằng 130 độ trừ cho 40 độ và bằng 90 độ, được chưa? Hay ta kết luận là cái góc BAC nó sẽ bằng 90 độ. Rồi, lại có là gì? Vì MN song song với BC nên cái góc nào các em? ABC nó sẽ bằng cái góc AMN và bằng 40 độ. Hai góc này ở vị trí đồng vị luôn, đúng chưa? Đó, vậy là ta tính được cái góc ABC và cái góc BAC. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài số 2. Cho hình vẽ dưới đây chứng minh rằng A song song với B. Tính số đo của góc N1, N2, N3, N4 và số đo của góc MKB. Thì các bạn quan sát hình vẽ đúng chưa? Và ta sẽ bắt đầu đi chứng minh. Thì đầu tiên ta có cái góc Q1 đúng không? Cộng góc Q4
bằng 180 độ. Đây, hai góc kề bù. Suy ra, đúng không? Suy ra cái góc Q1 sẽ bằng 180 độ trừ cái góc Q4 là bằng 60 độ, được chưa? Rồi, mà cái góc Q1 bằng cái góc M là bằng 60 độ. Hai góc đồng vị. Được chưa? Nên suy ra là A sẽ song song với B. Đó, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Rồi, bây giờ ta chuyển qua câu số 2. Tính số đo của góc N1, N2, N3 và N4. Thì đầu tiên ta có vì A song song với B ta vừa chứng minh được này. Được không? Nên ta có là gì? Suy ra góc N4 sẽ bằng cái góc B4 và bằng 30 độ. Cái này nó đồng vị, được không? Rồi tiếp theo là suy ra góc N1 bằng góc N3 và bằng 150 độ. Được chưa? Bằng 150 độ. Vì nó kề bù với cái góc N4 đó, được không? N4 bằng góc N2 bằng 130 độ. À, xin lỗi các bạn, bằng 30 độ, được chưa? Vì là hai góc nó đối đỉnh. Rồi. Đó, vậy là ta tính được các số đo của các góc N1, N2, N3 và N4 nhé. Rồi, tiếp theo ta qua câu C. Tính số đo góc M, K, B. Được chưa? M, K, B. Thì đầu tiên ta kẻ, đúng không? Kẻ cái đường thẳng KT. Kẻ KT song song với B và song song với A. Thì lúc đó là cái góc K1, K2 đây. Suy ra cái góc K1 nó sẽ bằng cái góc M là bằng 60 độ. Hai góc này đồng vị. Tiếp theo, cái góc K2 là bằng cái góc B4 là bằng 30 độ. Hai góc này là so le. Đó, ta suy ra là cái góc MKB là bằng K1 cộng K2 là bằng 30 cộng 60 là bằng 90 độ. Đó, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu số 3 ha. Cho hình vẽ sau biết góc XAB là bằng 70 độ. XAB là bằng 70 độ đây. Góc ABC là bằng 55 độ, góc BCI là bằng 125 độ, chứng minh rằng x phẩy song song với CI. Rồi đầu tiên ta sẽ làm câu A như sau. Rồi, thì từ B đúng không? Ta sẽ kẻ một cái đường thẳng đây song song với đấy, từ B kẻ đường thẳng BZ đi ha. BZ song song với kẻ BZ song song với x phẩy. Vì BZ song song với x phẩy nên cái góc BAX ấy, cộng góc ABZ được chưa? Là bằng bao nhiêu? 180 độ. Hai góc trong cùng phía bù nhau. Suy ra là cái góc nào các em? BAX cộng với cái góc ABC cộng với cái góc CBZ. Đó. Ta chia cái góc là B à ZBA ra nữa nha các em. Đấy, ZBA thì ta tách thành hai cái góc lẻ này này, được chưa? Là bằng 180 độ. Rồi. Vậy ta suy ra là 70 độ đúng không? Cộng cho 55 độ cộng cho góc CBZ là bằng 180 độ. Vậy từ đây các bạn dễ dàng tính được góc CBZ không? Là bằng 180 trừ đi 70 cộng 55 là bằng 55 độ. Được không? Rồi lại có là vì cái góc là BCI cộng với cái góc CBZ là bằng bao nhiêu các em? 125 độ cộng 55 độ là bằng 180 độ.
mà hai góc này là ở trong cùng phía, hai góc trong cùng phía đó, nên ta suy ra là CI sẽ song song với BZ, mà BZ song song với x, x phẩy đúng không? Đấy, suy ra là CI sẽ song song với x, x phẩy. Được chưa? Rồi. Đó là điều phải chứng minh. Giờ ta chuyển qua bài ý số 2. Ta sẽ gọi AM là phân giác của cái góc BAX phẩy, chứng minh rằng AM song song với BC. Thì đầu tiên là ta có cái góc BAX cộng với cái góc BAX phẩy là bằng 180 độ. Hai góc này kề bù. Mà cái góc BAX bằng 70 độ. Đấy, suy ra là gì? Cái góc x phẩy a, x phẩy AB á, nó sẽ bằng là 180 trừ 70 độ là 110 độ. Rồi, vì AM là phân giác của góc BAX phẩy nên cái góc gì các em? BAM nó sẽ bằng cái góc BAX phẩy chia cho 2 là bằng 55 độ. Được không? Rồi, suy ra là cái góc BAM bằng cái góc ABC. Đó, ABM bằng cái góc ABC đúng không? Mà hai góc ở vị trí so le trong, nên ta kết luận là suy ra AM sẽ song song với BC. Được chưa? Rồi, đó là nội dung của câu số 3. Rồi tiếp theo ta chuyển qua câu số 4 cho hình vẽ. Biết cái góc x phẩy O AO cộng cái góc OB y phẩy bằng 270 độ. Cái góc AOB bằng 90 độ. Đây, vuông góc đây chứng minh rằng x x phẩy song song với y y phẩy. Thì đầu tiên ta làm câu 1 trước nhé. Ta có là từ O. Ta sẽ kẻ đó OT song song với x x phẩy, được chưa? Đây. OT song song với x phẩy. Vì OT song song với x x phẩy. Đấy. Hay OT song song với a x phẩy ấy. Nên là ta suy ra là cái góc x phẩy AO nó sẽ cộng cho a góc AOT là bằng 180 độ, hai góc trong cùng phía. Được chưa? Bù nhau. Mặt khác, cái góc x phẩy AO cộng cho cái góc OBI phẩy cộng cái góc AOB bằng 270 độ. Đó, cái này là giả thiết nha. Ta tách cái góc nhỏ này ra này, được chưa? Tách cái góc OBI phẩy này ra thành hai cái góc này. Rồi. Vậy thì ta suy ra được là cái góc x phẩy AO cộng cho cái góc OBI phẩy cộng cho cái góc AOT cộng cho cái góc TOB là bằng bao nhiêu các em? Là bằng 360 độ, được chưa? 360 độ. Suy ra x phẩy AO cộng với góc AOT đó cộng cho cái góc TOB cộng cho cái góc OBI phẩy đó, OBI phẩy nha các em, là bằng bao nhiêu? 360 độ. Rồi, từ đây ta suy ra đây, cái này là bằng 180 độ này cộng cho TOB phẩy
cộng cho OBI phẩy. Đấy là bằng 360 độ. Vậy ta suy ra được là cái góc TOB cộng với cái góc OBI phẩy ấy, nó sẽ bằng là 180 độ đúng không? Mà hai góc ở vị trí trong cùng phía mà tổng bằng 180 độ là nó bù nhau, nên ta kết luận là gì? Vậy đó, OT sẽ song song với BI phẩy hay OT song song với II phẩy, được chưa? OT song song với II phẩy. Đấy. Mà OT lại song song với XX phẩy như ta giả thiết ban đầu, nên ta suy ra là XX phẩy sẽ song song với II phẩy. Cái này là điều phải chứng minh, được chưa? Đó, các bạn có thể quan sát và chứng minh lại nhé. Rồi, bây giờ ta chuyển qua câu số 2. Gọi BN và CN lần lượt là tia phân giác của góc CBI phẩy và góc BCX, chứng minh rằng BN song song với CN. Rồi, thì ta có là gì? Vì XX phẩy song song với II phẩy, suy ra là góc BCX bằng góc CBI phẩy. Hai góc này là so le chồng. Mà vì CN là phân giác nên cái góc BCX đó chia cho 2 sẽ bằng cái góc BCN, được chưa? BCN. Rồi vì BM là phân giác nên cái góc CBI phẩy nó sẽ chia 2, nó sẽ bằng cái góc CBM, được chưa? Rồi suy ra cái góc BCN sẽ bằng cái góc CBM. Đó. Mà hai góc so le đúng không? So le. Nên ta kết luận là BM sẽ song song với CN. Được chưa nào? Đó, rất đơn giản thôi. Nó cùng bằng cái góc gì các em? BCX đó và BCY chia 2. Rồi bây giờ kết thúc bài 4, cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những bài tập liên quan đến dạng tổng hợp này. Đó, những bài toán rất là hay. Nếu thấy hay, các em hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!